Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ hai ngày 13 tháng 12. Quý vị và các bạn có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình thời sự trên các nền tảng số như trên ứng dụng Hưng Yên TV Go, trên fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7 HITV, trên website hungyentv.vn. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Công tác chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên. Hưng Yên thực hiện quyết liệt các giải pháp nâng cao PCI. Tòa án Nhân dân huyện Yên Mỹ tuyên phạt 1 năm tù đối với chủ quán cắt tóc làm lây lan dịch COVID-19. Thành tựu giáo dục tỉnh Hưng Yên sau 25 năm tái lập. Quý vị và các bạn, chiều nay, Ban chỉ đạo kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên họp triển khai các hoạt động cho các sự kiện kỷ niệm. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo kỷ niệm chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Phó trưởng Ban chỉ đạo, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo báo cáo của Ban tổ chức lễ kỷ niệm, đến nay, các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh công tác chuẩn bị cho các sự kiện kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên được triển khai theo kế hoạch. Đã căng treo tranh cổ động xung quanh quảng trường Nguyễn Văn Linh và trên các trục đường lớn của tỉnh. Khai mạc trưng bày chuyên đề Hưng Yên qua tư liệu châu bản Triều Nguyễn, khai mạc triển lãm và trao giải cuộc thi ảnh đẹp du lịch Hưng Yên, hoàn thiện kịch bản điều hành lễ kỷ niệm, đang tiếp tục luyện tập chương trình nghệ thuật chào mừng tại lễ kỷ niệm, đã hoàn thiện kịch bản truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm, hoàn thiện phim tài liệu Hưng Yên vùng đất hưng thịnh và yên bình, thời lượng 20 phút phát sóng trên VTV1, xây dựng phương án lễ tân đón tiếp đại biểu, kế hoạch tổ chức lễ dân hương, dâng hoa tại di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh, hoàn thành công tác chuẩn bị lễ khởi công 2 công trình giao thông trọng điểm và lễ trao giấy chứng nhận đầu tư. Sau khi nghe các thành viên ban chỉ đạo, ban tổ chức lễ kỷ niệm tham gia đóng góp ý kiến về công tác chuẩn bị các điều kiện, nghi lễ, lễ tân, khánh tiết, nội dung của các sự kiện. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu các thành viên trong ban chỉ đạo, ban tổ chức kỷ niệm tỉnh trên cơ sở nhiệm vụ được giao chủ động ra soát, nắm chắc tiến độ công việc phụ trách, chủ động kịp thời tháo gỡ những hạn chế để bảo đảm các sự kiện diễn ra trang trọng đúng kế hoạch. Các ban, sở, ngành, các địa phương trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền cổ động, trang trí pano, khẩu hiệu, cờ hoa tại các tuyến đường, phố chính, trung tâm huyện, thị xã, thành phố, khu trung tâm xã, phường, thị trấn, nhất là ở thành phố Hưng Yên, phải khang trang, chuẩn bị tốt phương án đảm bảo an ninh trật tự, phương án lễ tân, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, chuẩn bị tốt các điều kiện cho lễ khởi công nâng cấp, mở rộng tuyến đường lên tỉnh Hà Nội, Hưng Yên kéo dài, tuyến đường bên đối cao tốc Hà Nội, Hải Phòng với cầu rẽ Ninh Bình, và trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. Các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị điều kiện để tổ chức lễ kỷ niệm tại điểm cầu của địa phương, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19. Sáng nay, Tỉnh ủy Hưng Yên phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2021. Dự lễ khai giảng có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo lớp học, lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tham dự lớp bồi dưỡng có gần 200 đồng chí là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tại các cơ quan đơn vị trong tỉnh. Trong thời gian 5 ngày, từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 12, các học viên sẽ được các giáo sư, tiến sĩ, giảng viên cao cấp của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt nghiên cứu 9 chuyên đề. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định, việc mở lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2021 là yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng, nhằm cập nhật kiến thức mới và kỹ năng lãnh đạo quản lý, tăng cường năng lực thực tiễn để giúp các đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nâng cao khả năng vận dụng vào thực tiễn công tác tại các đơn vị, địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Chiều nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tuyên truyền về bảo vệ chăm sóc sức khỏe cộng đồng năm 2021 và tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Sự hội nghị tại điểm cầu trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Hội nghị được kết nối đến điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố và 161 xã phường, thị trấn với hơn 1.300 đại biểu tham dự. Các đại biểu được tuyên truyền về bảo vệ chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phòng chống dịch COVID-19, diễn biến kết quả trong công tác phòng chống dịch, một số mô hình phòng chống dịch hiệu quả, bài học kinh nghiệm và giải pháp thích ứng an toàn với tình hình dịch bệnh trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn nhấn mạnh, sau gần 2 tháng, Hưng Yên thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo nghị quyết số 128 của Chính phủ, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, đời sống của người dân được nâng lên. Tuy nhiên, dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp. Toàn tỉnh đã có trên 1.000 F0 đang phải cách ly điều trị. Vì vậy, đề nghị các tổ COVID-19 cộng đồng của các thôn phải kiểm tra chặt chẽ tình hình biến động dân cư, vận động người thân ở ngoài tỉnh, nhất là vùng có dịch không trở về địa phương. Nếu bắt buộc trở về, phải khai báo y tế và cách ly tại nhà đủ thời gian quy định trước khi tiếp xúc cộng đồng. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân mình, mỗi thôn, tổ dân phố thực sự là một pháo đài phòng chống dịch. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các thôn, tổ dân phố nơi có dự án nói chung, đặc biệt là nhà đầu tư Nhật Bản, cần tăng cường tuyên truyền vận động để người dân đồng thuận trong giải phóng mặt bằng, chấp thuận việc đền bù và bàn giao đất cho chủ đầu tư theo kế hoạch. Nhằm nâng cao PCI, đẩy mạnh thu hút đầu tư, thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các ngành địa phương quyết liệt thực hiện về công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao các chỉ số thành phần thấp, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Đây là dự án khu công nghiệp hợp tác kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc thuộc tổ hợp khu công nghiệp và đô thị dịch vụ Lý Thường Kiệt có quy mô hơn 140 ha do tập đoàn LH hợp tác với công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị TDH Ecolon và một số nhà đầu tư Hàn Quốc đang được triển khai. Dự án được chia làm hai giai đoạn với tổng vốn đầu tư gần 1.800 tỷ đồng, tương đương với gần 77 triệu đô la Mỹ. Hiện chủ đầu tư đang triển khai thực hiện thủ tục thu hồi đất và đầu tư hạ tầng theo quy hoạch được duyệt. Ngày 2 tháng 12 vừa qua, tập đoàn LH và tỉnh Hưng Yên đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác về phát triển thành phố thông minh. Chúng tôi đánh giá rất cao về môi trường đầu tư kinh doanh tại Hưng Yên, có nhiều thuận lợi về hệ thống giao thông, dễ dàng tiếp cận sân bay quốc tế, cảng biển và còn có một lực lượng lao động trẻ với tay nghề cao. Đặc biệt, chúng tôi nhận được sự hỗ trợ của tỉnh rất nhiều, nhất là trong việc hoàn thiện các thủ tục đầu tư nhanh, thuận lợi. Đây cũng là yếu tố quan trọng để tập đoàn chúng tôi quyết định đầu tư tại Hưng Yên. Để nâng cao chỉ số PCI, thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các ngành chức năng địa phương trong tỉnh tạo lập môi trường đầu tư theo hướng thông thoáng, minh bạch, thực hiện cải cách thủ tục hành chính ở tất cả các cấp trong việc xúc tiến, quản lý và triển khai các dự án đầu tư theo nguyên tắc giải quyết nhanh, linh hoạt nhưng bảo đảm đúng quy định pháp luật. Đặc biệt là tập trung cải thiện một số chỉ số thành phần còn thấp như tiếp cận đất đai, chi phí không chính thức, nên từ đầu năm đến nay, mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng toàn tỉnh vẫn thu hút 96 dự án đầu tư vào các khu cụm công nghiệp, nâng tổng số lên 2.058 dự án, trong đó có 19 dự án nước ngoài vào các khu công nghiệp như Thăng Long 2, Phố Núi B, Minh Đức, Minh Quang. Doanh nghiệp đầu tư tại khu công nghiệp đánh giá rất cao sự hỗ trợ giúp đỡ của địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng. Việc giải phóng mặt bằng rất là nhanh thì tạo điều kiện phát triển cho các doanh nghiệp được đầu tư vào khu công nghiệp Minh Quang cách thuận lợi hơn. Qua cái điều tra PCI một số năm gần đây thì có thể thấy được rằng là Hưng Yên có những cái điểm rất là tích cực, đấy là cái chất lượng gia nhập thị trường được doanh nghiệp đánh giá tốt, đi thủ tục đầu vào rất là tương đối thuận lợi. Cải cách thủ tục hành chính thì đã tạo ra sự chuyển biến của hệ thống hành chính, tăng cường đối thoại với các doanh nghiệp, rồi là chú trọng việc nâng cao cái tính chuyên nghiệp của bộ máy công chức hiện nay. Đấy là những cái giải pháp mà rất là quan trọng để cái thúc đẩy cái môi trường kinh doanh của tỉnh.
Tháng 9 vừa qua, tỉnh Hưng Yên đã ban hành quyết định phê duyệt đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Giải pháp tăng điểm các chỉ số thành phần có điểm số dưới 5, yêu cầu các đơn vị liên quan phải quyết liệt triển khai nhiệm vụ, xử lý nhanh những phản ánh của doanh nghiệp, mạnh dạn đổi mới lề lối làm việc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bằng những cơ chế chính sách phù hợp, tích cực phân cấp, phân quyền để cải cách thủ tục trong thu hút đầu tư. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, trong 24 giờ qua, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 132 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại 10 huyện thị xã, thành phố. Huyện Văn Lâm, Yên Mỹ, Khoái Châu tiếp tục là các địa phương ghi nhận nhiều ca bệnh nhất. Huyện Yên Mỹ ghi nhận 28 ca, trong đó chủ yếu liên quan đến các ổ dịch công ty Ngọc Tề, Tecomen, Toto, Goya. Huyện Yên Mỹ phong tỏa thêm toàn bộ thôn Hảo, xã Lưu Xá với trên 540 hộ và gần 3.300 nhân khẩu. Huyện Văn Lâm ghi nhận thêm 54 ca, chủ yếu trong khu vực phong tỏa thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh. Huyện Quế Châu ghi nhận 22 ca, chủ yếu liên quan đến công ty Hưng Long ở xã Dân Tiến. Huyện Văn Giang ghi nhận 10 ca, trong đó có một số trường hợp là nhân viên quán karaoke ở xã Xuân Quan phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc. Thị xã Mỹ Hào ghi nhận 5 ca là các trường hợp đã được cách ly. Huyện Ân Thi ghi nhận 4 ca, huyện Kim Động 3 ca, huyện Tiên Lữ 2 ca, thành phố Hưng Yên 2 ca, huyện Phù Cừ 1 ca và 1 ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà. Trong chương trình thời sự tối thứ Bảy ngày 11 tháng 12, chúng tôi có phản ánh tại một số địa phương ở các huyện Yên Mỹ, Tiên Lữ còn lơ là chủ quan, chưa tích cực trong việc thực hiện công điện của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác phòng chống dịch COVID-19, thì ở thị xã Mỹ Hào và huyện Kim Động đang triển khai một cách hiệu quả với mô hình các chốt tự quản phòng chống dịch với phương châm mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp khó lường, cùng với việc thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch, những ngày qua, xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động đã chủ động thiết lập 5 chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Lực lượng tại các chốt đang hoạt động tích cực, trực 24 trên 24 giờ, đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Chúng tôi thực hiện tốt là 5 điểm trực chốt để tuyên truyền cũng như là nhắc nhở người dân, đặc biệt các cái tổ tự quản là truy vết cùng với lực lượng công an cũng như quân sự là tổ chức tốt cái truy vết. Chính vì vậy mà trong thời gian qua thì trên địa bàn cũng không xảy ra cái trường hợp là lây nhiễm tại địa phương. Thời gian qua tại nhiều địa phương trong tỉnh, mô hình chốt tự quản đã mang lại hiệu quả tích cực trong phòng chống dịch COVID-19 và nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân. Đơn cử như tại tổ dân phố Đào Du, phường Phùng Trí Kiên, thị xã Mỹ Hào, sau khi ghi nhận 3 trường hợp F0 là công nhân, nhưng với tinh thần tự nguyện, trách nhiệm cao của từng thành viên trong tổ phòng chống dịch địa phương, nên những ngày qua, tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát tại cộng đồng. Tổ đã thành 2 ca, trong mỗi 1 ca là kiểm soát những người coi như từ vùng dịch về và những người mà ở các tỉnh nơi khác đến và phải khai báo. Mặc dù là địa phương có số lượng công nhân trọ cao, và cũng đã ghi nhận 4 trường hợp F0 liên quan đến công ty may Minh Anh. Nhưng để đảm bảo công tác phòng dịch, các cán bộ trực chốt ở tổ dân phố Văn Đuế, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào luôn nêu cao tinh thần quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh. Nhà dân thì nhà trọ thì nhiều, thì các cơ quan tràn về đây cũng nhiều. Nhưng với sự chỉ đạo của các đồng chí thường vụ và các đồng chí lãnh đạo phường, là anh em tức là trực rất tốt, toàn bộ người đi lại, nhất là các cái xe ở các tỉnh trở về. Dù còn gặp khó khăn về vật chất, áp lực về thời gian, song với tinh thần chống dịch như chống giặc, mỗi một cán bộ trực chốt tự quản đã và đang góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong nhân dân. Những ngày này, cùng với phòng chống dịch bệnh COVID-19, các huyện, thị xã, thành phố cũng tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự cho thanh niên đến tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2022.
Trước khi tổ chức khám tuyển, các địa phương đã chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, trang thiết bị khám tuyển, cùng đội ngũ y bác sĩ có nhiều kinh nghiệm trong công tác khám tuyển. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã thị trấn bố trí lực lượng đưa thanh niên đi khám đủ số lượng, đúng thời gian, địa điểm quy định. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong khám tuyển, các huyện, thị xã, thành phố đã bố trí điểm khám đảm bảo giãn cách. Các thanh niên đều được test nhanh trước khi vào khám tuyển, bố trí khám theo khung giờ để tránh tập trung đông người cùng lúc. Tỷ lệ lên trạm khám đạt gần 90%, tỷ lệ đạt sức khỏe gần 70%. Sáng nay, Tòa án Nhân dân huyện Yên Mỹ mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt 1 năm tù đối với Nguyễn Đăng Khoa, sinh năm 1977, chủ quán cắt tóc gội đầu Khoa Thơm ở thôn Thụy Trang, xã Trung Hưng, về tội vi phạm quy định an toàn ở nơi đông người, làm lây lan dịch bệnh COVID-19. Theo cáo trạng, ngày 17 và 18 tháng 6 năm 2021, Nguyễn Đăng Khoa đã tự ý mở cửa quán cắt tóc để phục vụ khách. Trong đó có bệnh nhân COVID-19 không chấp hành công điện số 883 ngày 16 tháng 5 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Hậu quả làm 4 người bị lây nhiễm COVID-19 và 50 người trở thành F1 được đưa đi điều trị và cách ly tập trung, gây thiệt hại cho nhà nước tổng số tiền trên 338 triệu đồng do phát sinh chi phí phòng chống dịch bệnh. Sáng nay, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện Kim Động khiến một người phụ nữ tử vong. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng rạng sáng ngày 13 tháng 12 tại km 117 trên đường tỉnh 378 thuộc địa phận giáp danh giữa xã Ngọc Thanh với xã Hiệp Cường, huyện Kim Động. Vào thời điểm trên, bà Vũ Thị Tê ở thôn Duyên Yên, xã Ngọc Thanh điều khiển xe đạp điện lưu thông theo hướng từ Kim Động đi thành phố Hưng Yên, bất ngờ va chạm với xe ô tô chứa gió biển kiểm soát. Hậu quả, bà Tê tử vong tại chỗ, xe đạp điện hư hỏng nặng. Sau va chạm, xe ô tô đã rời khỏi hiện trường. Hiện vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, khi mới tái lập tỉnh, hệ thống giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên chưa hoàn chỉnh, vừa thiếu trường, thiếu lớp, vừa thiếu giáo viên và thiết bị dạy học. Thế nhưng sau 25 năm, với sự quan tâm đầu tư từ tỉnh đến huyện, cơ sở vật chất giáo dục không chỉ thay da đổi thịt mà chất lượng dạy và học cũng ngày càng được nâng cao. Năm 1997, khi mới tái lập tỉnh, toàn tỉnh có 139 trường mầm non, 161 trường tiểu học, 162 trường trung học cơ sở, 16 trường trung học phổ thông, 7 trường bổ túc văn hóa và 8 trường chuyên nghiệp. Đội ngũ giáo viên chưa đáp ứng đủ yêu cầu, thiếu giáo viên giỏi, tỷ lệ giáo viên chưa đạt chuẩn cao, tình trạng dạy trái môn, trái cấp khá phổ biến. Chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục mũi nhọn còn hạn chế, cơ sở vật chất trong nhà trường nghèo nàn thiếu thốn, phương tiện dạy và học còn lạc hậu. Tỷ lệ phòng học kiên cố cao tầng thấp. Xác định giáo dục là nền tảng để phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương đất nước. 25 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên luôn đặc biệt quan tâm sự nghiệp giáo dục đào tạo. Mọi nguồn lực từ ngân sách đến vốn xã hội hóa được huy động đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học ở các nhà trường theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Đến nay toàn tỉnh có gần 10.000 phòng học, trong đó phòng học kiên cố cao tầng là trên 9.300 phòng. Hiện có 403 trường đạt chuẩn quốc gia, 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Năm 2017, Hưng Yên là tỉnh thứ 8 của cả nước đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2 và chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Hàng năm, tỷ lệ học sinh tỉnh Hưng Yên tốt nghiệp trung học phổ thông luôn ngang bằng hoặc cao hơn tỷ lệ bình quân chung của cả nước. Trung bình hàng năm, có trên 54% thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đỗ đại học, trong đó có nhiều em đỗ thủ khoa. Tỷ lệ học sinh giỏi quốc gia luôn vượt chỉ tiêu đề ra. Tỉnh Hưng Yên có một học sinh đạt huy chương đồng Olympic hóa học năm 2009, một học sinh đạt huy chương bạc Olympic tin học châu Á Thái Bình Dương năm 2020. Năm 2019, cô giáo Trần Thị Thúy ở trường trung học phổ thông Đức Hợp lọt top 50 giáo viên toàn cầu.
Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên trên các nền tảng số như trên ứng dụng Hưng Yên TV Go, trên fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7 HITV, trên website hungyentv.vn. Và ngay sau đây mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế.